Phần cuối chương trình Hòa Nhịp Phát Triển như thường lệ là các chủ trương chính sách mới trong công tác phòng chống dịch của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở điều trị bệnh COVID-19 không được từ chối bệnh nhân, đáp ứng mọi yêu cầu về chăm sóc cho người dân ở mọi lúc, mọi nơi theo quy định. Tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế ban hành ngay quy định giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp giữa các tầng điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại tỉnh. Sở Y tế được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phối hợp và đảm bảo giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác điều trị giữa các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 và mối quan hệ giữa các tầng bệnh viện. Làm việc với nhà máy sản xuất oxy trên địa bàn tỉnh để kịp thời trang bị bồn oxy phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 ở các bệnh viện. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã phường, thị trấn thường xuyên sâu sát cơ sở, cung cấp số điện thoại liên hệ, đầu mối tiếp nhận và hướng dẫn người dân liên lạc, cung cấp thông tin khi có biểu hiện, triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 và nhu cầu về chăm sóc y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã phường, thị trấn thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo lực lượng tuyến trước làm nhiệm vụ phòng chống dịch không lơ là chủ quan, không để bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quá trình làm việc.